rồi là một tài năng về đàn piano. Để biết được thí sinh thứ tư trình diễn tài năng gì, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bé. Amazing. Yes! Con Ngọc Hà là biệt tài tí hon. Ngọc Hà, công chúa ballet. Cái tay vừa rồi, một là do bé chỉ bắt đầu học thôi, chưa thể làm đúng được. Cái tay vừa rồi chưa có ba lê lắm đâu, biên độ chưa chuẩn. Ba lê là phải thế này, mà cái chân đi ấy thì em cũng chưa thấy là được hết nữa. Chân là phải thế này cơ, đây nè, thẳng ra nè, nó phải như thế này nè. À, chưa, bé còn bé lắm, chưa được. Ba lê như thế là chắc là đang học chơi cho biết thôi. Hãy xem menu đi nào. Chúng ta sẽ cùng đến với năm gợi ý của chương trình. Bé Dương Ngọc Hà, múa ba lê, nhảy hiện đại, mẫu ảnh nhí, ca hát, yoga. Đó nè, anh biết em nghĩ gì. Em nghĩ gì? Em nghĩ gì? Em đang nghĩ là anh đã tập trung vào cái đáp án cuối cùng chứ gì. Đúng rồi, sao anh biết hay vậy? Tại vì em bắt cười, sao mà anh biết được suy nghĩ của em, mà trong khi đó đồng đội của em ngồi kế bên thì chả có động tĩnh gì hết. Anh đang tụ ý kiến về, nó đang chảy vào não của anh và anh phải qua. Bắp, em không phải là cục phát wifi hồi hút cái gì hết trơn. Thật ra thì cái giọng văn của bé, khi mà bé trò chuyện, bé một người rất là điềm đạm, điềm tĩnh. Và yoga là một bộ môn dành những bé mà có khả năng kiểm soát được tinh thần. Yoga rất quan trọng về tinh thần, thoải mái. Đúng rồi, bản thân em là một người có kinh nghiệm. Thì nữ hoàng yoga cho hay. Thì đúng là như vậy. Cho nên tụi mình quyết định là yoga. Vâng, yoga, và đó là đáp án cuối cùng của đội anh Huy và Nhi. Chính xác. Tôi thì không nghĩ như vậy. Đi xa, yoga là đi xa đó. Đi xa. Bây giờ chúng ta quay cho ở lại cái clip mà ban tổ chức cho chúng ta xem trước đó. Thì bạn gái này biểu diễn ba lê. Thật sự trong cái clip đó thì biểu diễn chưa có giỏi lắm. Cháu chỉ mới bắt đầu biết ba lê là gì. Vì vậy cho nên theo thuyết âm mưu của tôi nghĩ rằng cháu sẽ là một bộ môn hoàn toàn ngược lại với ba lê, đó là dance hiện đại. Em cũng nghĩ như vậy. Nhảy hiện đại. Nhảy hiện đại và yoga, đúng vậy. Chưa nói luôn. Thôi được rồi. Mời bé đi. Dạ. Mời bé ra luôn anh nha. Cảm ơn anh Bình. Thank you.
Bây giờ con giới thiệu về tên, tuổi cũng như là tài năng của con cho mấy cô chú trong ban bình luận biết được không? Dạ, con tên Candy Ngọc Hà, năm nay con 5 tuổi. Năng khiếu của con là ca hát. Cái gì vậy? Cô hả? Hồi nãy ai trả lời sai vậy? Ai cũng trả lời sai hết. Hồi nãy là 1, 2, 3, 4 sai hết. Không, tôi chưa kịp trả lời, tôi nên trả lời ca hát mà không ngắt lời luôn. Chú này. Cô ơi cô, hồi nãy chú chân thành nói ca hát không vậy? Chú chân thành không có đón ca hát. Chú lỡ sai thôi chứ không phải là chú sai đâu. Lỡ. Con ơi, con đã nói ra một cái tên một nhân vật, đó chính là chú Trấn Thành. Âu có lẽ là do duyên phận con nhỉ. Con muốn phạt chú Trấn Thành điều gì nào? Dạ con muốn chú Trấn Thành đi cầu khỉ, nhưng mà vừa đi vừa hát giống con mà ẹo nữa. Để mời Vinh lên cầu khỉ. Nãy con xuống Cần Thơ đúng không? Giờ chú Thành xuống tới Cà Mau luôn nha. Nghe nói Cà Mau xa lắm, có cái cầu bắt phải vượt qua. Đường xa ngày đêm không ngớt. Rồi, chú qua cầu là hết nhạc rồi. Cảm ơn con. Bây giờ tới ai ta? Bây giờ cái cầu khỉ này á, mấy người mang guốc như cô Diễu Nhi đi sẽ thú vị hơn. Không, mời cô lên đi luôn đi con. Con học ca bác phạt người đó đâu. Con học ca bác phạt người đó đâu. Trời ơi, vậy tại sao con chỉ bắt phạt một mình chú Trấn Thành thôi? Dạ con không biết. Linh cảm. Cảm ơn con. Chắc buồn lắm ha, anh Thành chắc buồn lắm, đang buồn lắm. Chưa định thần. Candy ơi, con học hát lâu chưa? Dạ lâu rồi. Nhưng mà con có yêu thích ca hát không? Dạ thích. Vậy ngoài dòng nhạc dân ca này thì con có hát được những dòng nhạc khác nữa không? Dạ có, con có hát nhạc nhẹ và nhạc sôi động. Nhạc sôi động luôn hả? Nhạc sôi động là nhạc như thế nào con? Con hát một đoạn nhỏ cho cô nghe ha. Dạ con sẽ hát bài Alibaba. Khi xưa Alibaba như vườn trăng xa chiếu trên trần gian. Alibaba, hôm nay Alibaba như trận dục si hát vang lời ca. Alibaba, khi xưa Alibaba như vườn trăng xa chiếu trên trần gian. Alibaba, hôm nay Alibaba như trận dục si hát vang lời ca. Alibaba. Tuyệt vời lắm. Cảm ơn con gái. Các cô chú hãy thuyết phục bé về đội của mình đi nào. Con ơi. Dạ. Hồi nãy giờ á, là ở trên sân khấu này á, là mấy cô chú kia làm bậy không mà nói sai hết trơn hết trọi. Chỉ có mỗi mà chú Bình là không có nói sai thôi. Cho nên đúng là như vậy luôn á. Cho nên là con á về với đội của chú Bình. Nếu mà con mà về đội cô này mà cô bắt con mà muốn kiểu đó là mệt lắm. Về với đội chú Bình đi chú Trấn Thành nha.
Ly ơi, mặt em lúc đầu anh nói mặt em như một tên cướp trong Alibaba. Cái này mặt quỷ rồi, ghê quá. Con nói thiệt chứ con nghe là con thấy cô dịu nhiên như vậy, con có sợ không? Dạ không. Trời ơi. Con có thích không? Thích chứ hả? Vậy đúng con về rồi. Với cô nha. Nhưng mà ngoài cô dịu nhi ra con cũng thích chú Trấn Thành nữa đúng không? Dạ. Đó. Quan trọng là quyết định của bé như thế nào. Cô bé nhỏ, con đợi gì nào? Lấy lá ơi. Bây giờ con sẽ đưa ra quyết định của mình nào. Dạ, con sẽ về đợi của Dạ, con về đợi của chú Trấn Thành. Ơi. Quê luôn, quê. Qua đây không? Welcome to my team. Nào chàng trai, có đau buồn gì thì cũng phải chia sẻ đi. Đừng ngồi bên bệnh cầu như vậy. Chú đừng có quê mà. Chú đừng có quê kìa chú ơi. Chú không có quê, chú chỉ hơi buồn và tủi thân một xíu thôi. Đau lòng lắm con ơi. Chú buồn là chú không có đẹp đâu. Ờ vậy chú vui. Vậy chú vui. Con ơi à? Hát hay quá. Rồi bây giờ mình phải làm sao? Người ta phải bình chọn cho mình thôi. Hãy kêu gọi đi con. Dạ con tên Kenny Ngọc Hà. Năm nay con 5 tuổi. Mọi người hãy bình chọn cho con nhé. Con xin cảm ơn. Rồi đi con.